Thì dạ nghe Rồi, thầy. rồi sao con này làm thế nào? Con số 18 thầy. Đây. Dạ thầy là mình sẽ hồi nãy em giải thắc mắc là mình cô gọi em mờ. Ừ. Từ bữa em có ổn không thầy? Có thầy hầu À, từ đấy. làm sao không thầy nghe được cái nói đi Nó khác chưa thầy? đó đó Rồi. Đó là con sẽ cô lập M. à, nghe rõ luôn rồi đó à. À, cô lại mà trước khi giải thì đặt tê bằng gì Dạ, em đặt T bằng log 3. à, các bạn biết vậy cái phương trình thành là T bình này cộng 2M nhân cho 2 cộng T cộng 4 bằng M nhân cho 1 cộng T và làm gì nữa vậy? Dạ, xong cái em sẽ nhân vô. Nhân vô rồi gom lại thằng nào có M chuyển qua Dạ. vậy thôi ta chuyển hết qua đây đấy đó chuyển qua M qua đây vậy thì thằng nào không có M giữ lại nè vậy có T bình cộng 4 bằng bên kia đặt M ra ngoài vậy bên trong đó là gì Dạ thầy, bên trong nó sẽ là từ M ra ngoài cộng cộng T nè cộng trừ đi cho cho thằng kia đúng trừ chuyển dưới qua thành trừ 2 rồi nhân cho 2 cộng T ổn không đúng. rồi thu gọn lại vậy bên trong của mình là gì Đó là một trừ cho bốn là từ ba. trừ 3 Từ ba, từ đây. trừ T T bình cộng 4 rồi tới đây làm gì nữa Rồi xong tới đây em sẽ lấy T bình cộng 4 chia cho từ ba trừ T. chia liền là cẩn thận nha phải kiểm tra điều kiện trừ 3 trừ T nó có bằng không hay không trước khi chia nghe kịp không và các bạn cũng phải nên biết điều đó để hồi các bạn lập bảng biến thiên ra nó ổn vậy ta sẽ xét T bình cộng 4 tức là xét cái trường hợp mà trừ 3 trừ T bằng 0 đó tức là khi đó T của mình bằng trừ 3 thì trừ 3 thế vô thì cái này nó không là nghiệm tại vì phía trái khác không và phía phải bằng 0 rồi hoặc chút xíu ta dựa vào điều kiện xác định chưa nói nãy giờ chưa nói về điều kiện của T đó vậy từ đây ta sau khi đã loại được trường hợp đó ra vậy nó trừ 3 trừ T bằng M còn nếu không thích thì để dấu trừ ở lại cho M nó âm bên kia đổi thành 3 cộng T cho nó đẹp thì cách gì cũng được rồi vậy coi như tới đây đưa về thành khảo sát thôi là xong chuyện nhưng muốn biết khảo sát được thì phải biết T chạy từ đâu đến đâu khi đặt T bằng log cơ số 2 log cơ số 3 của x mà x nó nằm từ 1 đến 27 vậy từ đây suy ra được T nó là sao Dạ thầy, là tên nó luôn lớn không? lớn không ở đâu có nó luôn lớn không Từ từ thầy. log không À, có lớn không nha log 3. Log cơ số 3 của x mà x là 1. vậy từ đó do một bé hơn bằng x bé hơn hoặc bằng 27 nên lấy log cơ số 2 bé log cơ số 3 của x bé hơn hoặc bằng log cơ số 3 của 27 lớn hơn bằng log cơ số 3 của 1 đó vậy nó gan nhiều Cái này là T nó đi từ 0 cho tới không cho đến log cơ số 3 của 27 là 3 ở đây có nhiều bạn sẽ rất dễ nhầm ở chỗ là khi đặt t bằng log vậy các bạn tự động kháng cho nó lớn hơn không nó không phải là mũ nha mũ mới lớn hơn không còn cái log nó không có còn riêng ở đây là bởi vì nó chạy từ 1 đến 27 nên t nó chạy từ 0 đến 3 vậy có nghĩa là ta khảo sát cái hàm này chạy trong cái đoạn từ 0 đến 3 rồi từ đó lập bảng biến thiên lên căn M ra để cắt rồi cảm ơn bạn đây sẵn nói về cái bảng biến thiên giả sử nha đối với thầy thì thường khi thầy dạy học trò tới mức đủ nhiều rồi đó tới đây thì không có yêu cầu các bạn đạo hàm đâu bạn nào thích thì coi như đảo hàm rồi lập bảng biến thiên quá quen thuộc rồi ha còn khi mà các bạn đã lên tới một tầm khác rồi là tắt chơi cái bảng biến thiên ảo rồi các bạn coi là kỹ năng xài bảng biến thiên ảo luôn nè mod 7 nhập cái hàm đó vô phân thức t là x nè x bình cộng 4 chia cho trừ 3 trừ đi cho t là trừ x cái này là bảng biến thiên ảo của t biến theo biến x rồi còn có một dạng biến thiên ảo nữa là dẹp luôn không ẩn phụ luôn chuyển hết qua toàn bộ có chữ x vậy đó có nghĩa là đây log cơ số 3 của x bấm y chang vậy luôn cái đề chạy từ 1 đến 27 cho chạy từ 1 đến 27 luôn bấm cái đó nữa nhưng mà cái đó thì bạn phải có khả năng biến đổi nó cao mà nhìn vô rồi biến đổi sau đó bấm theo x chứ không có bấm theo t luôn đỡ mất thời gian còn tùy mỗi người thấy mình ở tầm nào còn giả sử tới đây thay vì đạo hàm ha rồi như đã nói t chạy từ 0 đến 3 vậy thì star 0 n tại 3 bước nhảy cuối trừ đầu đóng ngoặc chia cho 19 rồi bắt đầu ta lập các bảng ảo ra nè đầu tiên là nó ở trừ 1,33333 hoặc ngay đây là trừ 4 phần 3 và các bạn đang nhìn thấy coi nó lên hay xuống nè nó đang tăng lên trừ 1, hai mấy nè nó đang tăng nè đó nó đang tăng từ từ lên
Đó, nó vẫn còn ê, khoan tới đây nó hết tăng rồi. Nè, nó đang tăng lên tới trừ 1,216 trừ 1,211. Đó. Rồi nó giảm xuống nè, vậy ngay tại đây có đổi được không? Đây, nó đổi được con số luôn. Ở đây chỉ là ước lượng thôi nha, chứ không chính xác được. Đó. Vậy nó tăng nè. Đây, rõ ràng nó đang tăng nhưng nó tăng lên là trừ 1,211. Rồi bắt đầu nó đi xuống đây là nó đã giảm rồi. Nó giảm 24, 27, 1,3, 1,3 mấy, 1,4 mấy, đó, 1,48. Và nó vẫn còn đang giảm miên man luôn. Đó, giờ các bạn nhìn thấy ha, nó rớt xuống trừ 2 phẩy mấy luôn nè. Đó, nó rớt xuống cái con số cuối cùng là trừ 13 phần 6, đổi sang SD là trừ 1,266. Đây. Trừ 2,1666. Vậy sau khi các bạn lật được cái bảng biến thiên ảo đó ra, đề này yêu cầu thí dụ một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm, bốn nghiệm gì đó nhân dân. Còn đây nó chỉ cần yêu cầu có nghiệm thôi. Vậy chỉ cần nằm trong cái khúc này là có nghiệm. Vậy có nghĩa là trừ 2,166 bé hơn hoặc bằng m bé hơn hoặc bằng ở trên đây trừ 1,211. Ở đây ta đang tìm gần bằng m số nguyên nữa thì quá dễ rồi. Vậy chốt lại m chỉ lấy được là trừ 2, trừ 1, 0. Ủa xin lỗi, đâu tới số 0. Đó. Trừ 2, trừ 1. Rồi, giờ nó chốt được hai con. Đó, chị. Các bạn hình dung được vấn đề không? Ủa, khoan đã. Trừ 2 lớn hơn con này. Trừ 1. Ồ, xin lỗi, nó đâu. Trừ 2 lấy được, trừ 1. Ủa, khoan đã. Trừ 1 lấy không vậy? Trừ ít chạy từ 0 cho khoan nó t chạy từ 0 đến 3 nãy thì có nhấn nhầm gì không? Sau đây ra có một giá trị vậy. Số 8 con này giải ra được mấy giá trị số 8? Alo. À chưa rẽ hả? Rồi sao máy tính? Nghe đây là trừ 2, hồi nãy là trừ 1 cái máy không? Hay là không có máy này có nhấn nhầm gì không vậy? Trừ trừ 1 cái máy. Trừ một phẩy mấy, trừ một là nó lớn hơn cái này, vậy nó lấy được có trừ hai thôi, trừ một nó đâu lấy đâu. Cái này chắc không biết có nhầm gì không, biết không có nhầm hay nhầm đáp án gì đó không ha. Đó, rồi bạn biết thêm Mình đó. phải lấy Alo, tới thầy ơi, mình sao thầy phải nghe? lấy tới trừ 0,75 chứ thầy, tại nó có nghiệm thôi mà. Ồ, khoan xin lỗi. Ủa, trừ 0,75 ở đâu ra? Trừ 4 phần 3 mà. Trừ 4 phần 3 chứ phải 3 phần Dạ 4. trừ 4,3. Dạ À, dạ 4 trừ phần 4 3 chứ phần 3. phải 3 phần 4. Nó ra tới cái con này là lớn nhất của nó trừ 1 phẩy hai mấy rồi, nó không không tới đây. Vậy là nó chỉ có lớn hơn trừ 2. Nó bằng được trừ 2 nè, rồi nó bằng được có trừ 2 à, trừ 1. Nó chưa tới trừ 1. Vậy nó lấy được con số trừ 2 à. Hoặc là biết nãy giờ biến đổi ta có nhầm gì đó hay không ha. Rồi này thì ý tưởng đi cho các bạn nắm được vấn đề. Đó, hình dung được thôi ha. Thì đây là bảng biến thiên ảo, giúp cho các bạn biết cách để căn ra nó cắt.